Namaste. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào thầy Ojas. Mình là Phạm Hồng Liên. Mình đến từ Hà Nội. Và ngày hôm nay thì mình vừa mới kết thúc 11 ngày khóa retreat tại Đà Lạt. Thực sự để mà nói đến cảm xúc lúc này thì mọi thứ rất là tuyệt vời. Liên đến đây bởi vì là Liên có những câu hỏi. Và cho đến ngày hôm nay thì Liên đã nhận được những câu trả lời cùng với sự cộng hưởng năng lượng của tất cả mọi người. Và hiện giờ thì Liên đang cảm thấy là mình đang sống trong sự thịnh vượng, sự đủ đầy và hạnh phúc trong từng mỗi giây phút trong cuộc đời của mình. Trước đây là Liên đã từng đi học rất nhiều, Liên bỏ rất nhiều tiền để đi học, nhiều khóa khác nhau. Và những cái khóa đó thiên về kỹ năng, kỹ xảo. Nó là những cái gì đó giả tạo và lại đắp cho mình một cái bộ mặt giả tạo hơn nữa, để mình gồng hơn nữa. Mà trong khi cái cuộc đời mình cốt yếu nhất là cần phải thả lỏng, phải release và thư giãn. Và cái duyên được biết đến thầy Ojas thì từ tháng 12 năm 2019. Và để tiếp tục đến một cái hành trình bây giờ thì nó cũng không phải là một điều dễ dàng hoàn toàn. Nhưng mà Liên thực sự rất là hạnh phúc, Liên cảm nhận được và Liên trân trọng mọi cái nhân duyên có trên đời. Và có một câu nói là bạn là sự cộng hưởng của 5 người gần gũi bạn nhất. Và Liên có thể khẳng định là thầy Ojas là một trong 5 người đó. Liên có 3 người thầy quan trọng nhất. Và chắc chắn thầy Ojas là một trong 3 người đó rồi. Khi mà được tham gia cái khóa retreat chữa lành tại Đà Lạt trong vòng 11 ngày cùng với thầy Ojas và cùng với tất cả các anh chị ở trong một team với nhau, thì đúng là mỗi câu chuyện của mỗi người là một bài học. Và trong đó, trong quá trình đó thì Liên được học là thế nào là sự tỉnh thức, thế nào là sự ngẫu nhiên, và trong đó luôn có sự tỉnh thức. Và ngẫu nhiên và tỉnh thức là phương pháp dạy của thầy, và đó là một trong những cái phương pháp mà Liên thực sự cảm thấy tâm đắc. Bởi vì nếu như mà mình hành động một cách tỉnh thức, mình có sự tập trung đúng đắn, mình có những thực hành đúng đắn, và chắc chắn là những cái kết quả mình đạt được sẽ hoàn toàn tuyệt vời với chính bản thân mình. Và khi mà bản thân mình đã có sự chuyển hóa thì tất cả những người xung quanh, gia đình mình, những người yêu thương mình, cộng đồng xung quanh của mình đều sẽ có được những sự cộng hưởng rất là tuyệt vời. Và bản thân Liên cũng là một người đang trong quá trình trên hành trình tâm linh của mình. Và Liên cam kết sẽ mang những cái thực hành của thầy, những sự thực hành về sự tỉnh thức, sự ngẫu hứng, sự tập trung, mang đến cho bản thân mình, gia đình mình, những người thân yêu của mình và cộng đồng nhỏ, cộng đồng lớn của mình nữa. Ngày hôm nay thì Liên muốn cảm ơn thầy Ojas rất nhiều, cảm ơn tất cả mọi người vì đã cùng ở bên cạnh Liên trong quá trình chứng kiến sự thay đổi chuyển hóa của bản thân Liên. Ngày một tiến lên, ngày một hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn ạ. Chuyện của cuộc đời.